Xin chào mọi người, dạo gần đây thì thông tin về siêu phẩm của Samsung trong năm sau Galaxy S25 series tự nhiên xuất hiện khá là nhiều. Bởi vì trước đây có thông tin đồn đoán nói rằng là những cái sản phẩm S25 series của chúng ta sẽ chỉ sử dụng 100% là con chip Exynos thôi, khiến cho cả thế giới công nghệ, tất cả mọi người đều kiểu cảm giác hoang mang và hơi hỏi chấm một tí về vấn đề này. Nhưng mà gần đây thì lại có một cái thông tin đi ngược lại, hoàn toàn phủ định lại cái điều này, là chúng ta sẽ không có một con chip Exynos nào xuất hiện trong Galaxy S25 series mà vẫn sẽ là 100% là Snapdragon. Và cụ thể như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những mẫu Galaxy S24 series chẳng hạn thì có thể ghé qua Di Động Mỹ nhé. Link mình sẽ để phía dưới phần mô tả của video. Chả phải đồn đoán đâu, bởi vì ngay như bản thân của mình, nếu mà mình mà là nhà sản xuất Samsung thì mình sẽ không hề muốn điều này xảy ra. Tối thiểu là phải có chip kép trong cái phiên bản Galaxy S25 series thì mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của Samsung, đúng nào? Như các bạn cũng đã biết là vào cái thời điểm năm 2023 là cái năm đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại là chúng ta chỉ có con chip Snapdragon cho dòng Galaxy S23 series mà thôi. Sau đó một năm đến thế hệ Galaxy S24 series vừa rồi thì Samsung đã quay trở lại sử dụng con chip Exynos cho một vài thị trường, trong đó có thị trường của Việt Nam. Nếu như không có gì cản trở thì chắc chắn Samsung vẫn sẽ thực hiện việc chip kép trên dòng Galaxy S25 series. Tuy nhiên năm nay thì lại có khá là nhiều thông tin bất ổn từ phía của Samsung. Chẳng hạn như là mới đây nhà phân tích nổi tiếng Minh Chiguo cho biết là công ty Samsung đang gặp cái khó khăn với cái sản lượng của con chip Exynos 2500, khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuất xưởng là bộ 3 Galaxy S25 series với con chip Snapdragon 8 Gen 4 của Qualcomm trên toàn cầu. Tiếp nữa là một báo cáo đến từ ZDNet Korea cũng xác nhận rằng vấn đề về sản lượng của Samsung. Theo tờ báo này thì tỷ lệ sản lượng của Exynos 2500 chỉ ở mức một con số trong quý đầu của năm 2024 thôi, và công ty đã cố gắng rất là nhiều để cải thiện trong quý 2 năm nay nhưng mà nó vẫn ở dưới mức 20%. Nói một cách đơn giản là Samsung chỉ có thể sản xuất khoảng 20 con chip Exynos từ 100 con chip tiềm năng. Như vậy thì đây là một sự lãng phí sản xuất rất là khổng lồ, đúng không? Và ngoài ra thì báo cáo cũng nói thêm rằng là Samsung phải đạt được tỷ lệ sản lượng tối thiểu là 60% chip Exynos 2500 thì mới có thể sản xuất hàng loạt. Quan trọng là họ phải đạt được cái tỷ lệ đó vào cuối quý 3 hoặc là quý 4 năm nay, tức là từ khoảng tháng 9 đến tháng 10. Và nếu như mà cái sản lượng của con chip Exynos này vẫn thấp hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có một con chip Exynos nào trong Galaxy S25 series đâu. Nhưng mà nói vậy thì từ đây đến cuối năm cũng còn đâu đó khoảng 3-4 tháng nữa, vẫn nó cũng là một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, cũng có thể đủ để Samsung xoay chuyển tình thế hoặc là không. Điều này thì chúng ta không thể nói trước được, đúng không nào? Nhưng dẫu sao ở sâu trong lòng người dùng thì họ vẫn sẽ có cái thiện cảm và sự yêu thích dành cho những con chip Snapdragon hơn, đúng không nào? Các bạn biết đấy, mỗi năm thì đương nhiên Samsung cũng đều muốn nâng cấp cải thiện con chip của mình, và rõ ràng là với con chip Exynos 2500 cũng vậy. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet các bạn nhé, và Samsung đang sử dụng kiến trúc bóng bán dẫn GAA tiên tiến hơn cho cái nút quy trình sản xuất của mình. Và có vẻ như chính cái sự thay đổi về cái nút quy trình sản xuất này thì đã khiến cho ảnh hưởng đến cái năng suất sản lượng con chip Exynos 2500. Và đó là thông tin về cái khả năng phần trăm bao nhiêu là Samsung sẽ trang bị Exynos, phần trăm bao nhiêu là Samsung sẽ trang bị Snapdragon cho Galaxy S25 series. Còn bản thân các bạn đang kỳ vọng vào con chip nào thì hãy cùng comment chia sẻ ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rõ ràng các bạn thấy rằng nếu như mà Samsung không thể xuất xưởng Exynos, đó là một tin buồn với Samsung, nhưng đó lại là một thông tin rất là vui đối với người dùng, đúng không nào?